Really nice to see you. Miss Giang rất vui được gặp lại các con. Và các con hôm nay hãy tiếp tục cùng Miss Giang tìm hiểu về nội dung học của Unit 4 chương trình Show and Tell 2. What happens when it's windy? Lesson 4. Và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về mục tiêu học ngày hôm nay trước đã nhé. Ok. À, các con có thể hỏi được và trả lời được về thời tiết theo mẫu câu What's the weather like today? It's sunny, it's rainy, it's windy, it's hot, and it's cold. Rồi, và các con có thể nói được về tên các nhân vật trong câu chuyện. Benny, Prickly, Fifi. Và cuối cùng là con có thể nghe và nhắc lại được một số các từ mới ngày hôm nay. Đó là warm, cloudy, wet, dry, boots, and stop it. Okay, let's go. What's the weather like today? What's the weather like today? It's sunny. That's very good. What's the like today? It's rainy. Okay. Rồi, và bây giờ thì cô muốn các bạn hãy là người đặt câu hỏi cho Miss Trang nhé. What's good? What's the weather like today? It's snowy. It's snowy. Good. Okay, what's the weather like today? It's windy. It's windy. Yeah, good. What's the weather like today? It's hot. What's the weather like today? Good job. It's cold. It's cold. Okay, that's good job. And look at this one. Who is this? This is Benny. Yes, very good job. Who is this? Yeah, this is Prickly. Good job. Who is this? Yeah, this is Fifi. That is very nice. Okay, and next one. That is a new word, từ mới ngày hôm nay nào. It's warm. 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 Các bạn lưu ý, chúng ta sẽ hơi cong lưỡi ở phía bên trong và ở cuối từ thì chúng ta sẽ khép môi lại nhé. Warm. 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 Và warm đây có nghĩa là ấm áp. À, bạn ấy nằm ở trong chăn và bạn ấy uống một cốc cà phê nóng chẳng hạn hoặc cốc sữa nóng, bạn ấy sẽ rất cảm thấy rất là ấm đúng không nhỉ? Warm. Warm. Trời mùa đông mà được ở trong chăn thì sẽ rất là tuyệt vời đúng không nhỉ? Ok. Oh, and look at the sky, it's a lot of cloud. Các con có thể nhìn thấy ở trên trời này thì có rất 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 là nhiều mây đúng không nhỉ? And we try to say cloudy. 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 Cloudy có nghĩa là trời nhiều mây các con nhá. Cloudy. Các bạn lưu ý đối với từ cloudy chúng ta sẽ có hai âm đầu. L. Cl. Cloud. Cloudy. 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 À, it's cloudy. Là trời nhiều mây. Ok. Ooh, look at the draw. It's all wet. Right, you try to say wet. Wet. Chúng ta sẽ có âm cuối. Wet. 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 Wet của chúng ta ở đây, chúng ta có thể nhìn thấy chú chó này đang đang vẩy nước đúng không nhỉ? Và chú chó này đang bị ướt. À, và wet của chúng ta đây có nghĩa là ướt như các con nhé. Bị ướt. Bị nước vào người, ướt. Alright. Wet. Ok. Ngược lại với wet, chúng ta có dry. 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 Các bạn lưu ý chúng ta sẽ có hai âm đầu, đó là dr và dr. Dr.
Dry. 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 Và dry của chúng ta có nghĩa là khô. À, wet có nghĩa là ướt. Và dry ngược lại có nghĩa là khô, hạn. Right. Dry. Dry. Ok. And the next one. Oh, chúng ta có thể nhìn thấy đây là một đôi bốt. À, âm ở trong tiếng Anh là cũng sẽ gần giống với lại âm trong tiếng Việt nhé. Chúng ta sẽ đọc là boots. 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 Các con lưu ý nhé, nếu như chúng ta chỉ có một cái ủng thôi, một cái ủng thì chúng ta sẽ đọc là boot. Thế nhưng mà ủng thì thường đi theo đôi, tức là chúng ta sẽ đi cho hai chân, thế nên là thường sẽ có hai cái. Vậy nên boots của chúng ta sẽ được thêm s vào đằng sau. Và khi chúng ta phát âm, chúng ta sẽ có hai âm cuối, đó là và s. Boot. Chúng ta sẽ luyện tập hai âm cuối trước nhé. Boots. 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 Ok, right. Boots. Đây là đôi ủng. Ok. Boots. That's great. All right. And the last one we got. Stop it. Stop it. Stop it. Stop của chúng ta có nghĩa là dừng lại. Stop it là hãy dừng lại đi. Alright. Từ stop it của chúng ta có hai từ là stop và eat. Khi chúng ta đọc tách riêng từng từ thì sẽ là stop, eat. Tuy nhiên là từ stop có âm cuối là và âm cuối này ta sẽ nối liền với từ eat ở đằng sau. Và khi chúng ta nối âm, chúng ta sẽ đọc thành stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Và lưu ý là từ eat của chúng ta có âm cuối nha. Eat. Stop it. Stop it. Good job. Okay, that is stop it. Stop it. Stop it. Okay, that's great. Rồi, và chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết lại nội dung bài học ngày hôm nay nha. What can you say? Chúng ta có thể nói về thời tiết này. It's sunny, it's rainy, it's snowy, it's windy, it's hot and it's cold. Chúng ta có thể hỏi về thời tiết. What's the weather like today? Và chúng ta đã biết được how many new words or phrases today? Chúng ta đã có bao nhiêu cụm từ từ mới và cụm từ mới trong ngày hôm nay nhỉ? There are six, right? Warm, cloudy, wet, dry, boots, stop it. Okay, that's great. And it's also the end for our lesson today. Like we try to say goodbye. See you next time. Bye bye.